chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm một khu nhà cực kỳ mát mẻ, cực kỳ là thoáng nha quý vị. Khu nhà nằm ngay trên trục đường Nguyễn Thị Búp thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha quý vị. Nằm sát bên với khu Hiệp Thành City. Khu nhà 6 căn và đã bán 3 căn rồi, chỉ còn 3 căn thôi. Khu nhà rất đẹp, rất là cao cấp luôn. Toàn bộ là nhà phố Tân cổ điển. Và khu này diện tích rất là dài, diện tích đầu nhau, ngang 4m2, sâu 17m. Thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Hướng chính tây nha quý vị, một khu nhà đường tới 10m, có đèn đường, điện âm và có cây xanh. Khu nhà cực kỳ đẹp, cực kỳ là cao cấp luôn. Giá bán thì rất là rẻ nha, chỉ có 5 tỷ 750 triệu đồng thôi, giá vẫn còn thương lượng. Khu nhà mình đối diện là bãi đất nên là rất là thoáng luôn, anh chị có thể trồng rau, trồng cây trước nhà. Đường rất là thoáng, rất là đẹp nha anh chị. Đây, con hẻm rộng và đối diện là bãi đất trống. Ở đây thì các chủ nhà đang cải thiện làm cái sân cái móc truyền. Khu nhà cực kỳ mát nha, đường rất đẹp, đối diện là một cái bãi đất xanh mướt luôn, cực kỳ sạch sẽ và đẹp nha quý vị. Đường tới 10m, điện âm, có vỉa hè, cây xanh và đèn đường. Ta sẽ đến với một cặp nhà cuối này, đã bán hết rồi, chỉ còn lại 3 căn thôi, 3 sự lựa chọn. Nhà rất là dài nha mọi người. Cặp đôi nhà mình thì thiết kế theo mẫu Cityland, cực kỳ đẹp mắt và sang trọng. Đường tới 10m, đường rất rộng, có vỉa hè. Xe hơi chúng ta đậu trước nhà thoải mái nha. Có cây xanh, vỉa hè, đường rất thoáng luôn. Khu nhà đồng bộ rất đẹp và xe hơi đậu trước nhà. Đối diện là bãi đất trống, đang làm bãi đấy móc truyền. Khu nhà mình hướng chính tây nha. Và chúng ta cùng theo chân em đến với căn nhà nằm ở cuối hẻm của khu nhà này. Khu nhà rất đẹp, rất cao cấp, giá chỉ có 5-7-50 thôi. Có vỉa hè 2m và xây dựng hết đất luôn, ngang 4m2, sâu 17m. Có một lớp cổng sắt CNC phía ngoài, bên trong có cửa cuốn nha. Trong thì gara ô tô anh chị đậu thoải mái, xe hơi, bán tải và xe máy trong này. Rất dài, dài phải tới chục mét. Được ốp sắt gạch 80, 20 tường cũng được ốp gạch, len tường rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Trần chúng ta sẽ được bố trí thạch cao và đèn chùm. Nhà xây rất chắc chắn, giá rẻ, chỉ có 5 tỷ 750 thôi. Nhà mình nằm ngay khu Hiệp Thành City của phường Hiệp Thành, quận 12 và tọa lạc tại trục đường Nguyễn Thị Búp. Đây thì gần với đường Dương Thị 10 và đường Nguyễn Anh Thủ nha. Di chuyển về sân bay chắc đi khoảng tầm 20 phút và di chuyển lên các quận trung tâm chắc tầm khoảng 30 phút nha anh chị. Đây có một bộ tủ rượu rất đẹp. Và cầu thang thì được ốp đá hoa cương sa mạc, tay vịn gỗ gò đỏ và kính cường lực. Phòng bếp cũng rất là rộng rãi luôn nha mọi người. Bếp chúng ta được ốp sàn gạch 80, tường cũng được ốp đen, tường cao đụng trần luôn. Trên có đèn chùm, đèn led và thạch cao. Tủ bếp gỗ sồi. Căn nhà rất đẹp nha mọi người. Giá bán vô cùng hợp lý, vô cùng rẻ luôn. Chỉ có 5-7-50, anh chị sở hữu ngay một căn nhà xây dựng hết đất, ngang 4m2, sâu 17m. Hỗ trợ ngân hàng lên tới 80%. Nhà này anh chị có thể vay ngân hàng được phải tầm 4 tỷ nha. Có khu nhà này thì căn nào cũng có cửa sổ phía sau, rất là thoáng luôn. Rất thoáng mát và đẹp. Nhà thì cực kỳ là cao cấp, cực kỳ sang luôn. Giá rẻ. Quý anh chị nào quan tâm, chúng ta hãy alo ngay về tới nhà đặt Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở hữu ngay siêu phẩm nhà đẹp này. Căn nhà rất đẹp nha quý vị, rất đẹp, rất sang luôn. Giá cực kỳ rẻ, cầu thang đúc rộng tới 90, nhịp chiếu nghỉ rất là rộng, anh chị thoải mái. Và giá bán của căn nhà chỉ có 5 tỷ 750 thôi, hỗ trợ ngân hàng phải tầm 4 tỷ rồi. Đây có trang trí một cái tấm kính. Phòng lớn thì rất rộng, rất đẹp nha anh chị.
và thêm nội thất một chút tiền nên là bố trí rất đẹp luôn. Dưới được ốp miếng gỗ gò đỏ, trên thì được làm phào chỉ và ốp nhựa PVC, có làm đèn chùm. Khu nhà này thì vị trí rất là thoáng mát luôn, đối diện có một cái bãi đất trống rất thoáng mát, đang làm sân bánh bóng chuyền hoặc là chúng ta có thể làm sân bóng đá được. Khu nơi lý tưởng cho chị nào mua để ở nha. Và giá bán của căn nhà mình chỉ có 5 tỷ 750 thôi. Diện tích rất dài, dài tới 17 mét. Đất công nhận đủ phun thổ cư, xây dựng hết đất luôn. Quý anh chị nào quan tâm đến siêu phẩm trong khu nhà 6 căn này, hãy gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở hữu ngay căn nhà đẹp này. Giá bán vô cùng hợp lý rồi. Cùng em di chuyển lên phía trên khu vực phòng ngủ nha. Cửa gỗ tự nhiên hết luôn. Ốp sàn gạch 60 trên này, gạch màu gỗ nha quý vị. Rất là sạch sẽ và dễ lau chùi. Tường được sơn nước trắng, không làm màu mè nhiều. Toilet thì chúng ta có bồn cầu khối inox và có bồn rửa mặt cũng như là vòi tắm sen thuyền, gạch ốp cao lên đụng trần. Anh chị cô chú nào quan tâm, chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà đặt Bà Hưng. Phía ngoài ban công đúc 1m2, sử dụng sắt lan can là sắt đặc CNC và cửa nhôm Simfa. Khu nhà rất đẹp, đối diện là sân bóng chuyền rất là thoáng luôn, nằm sát với trục đường Nguyễn Thị Búp và khu nhà cực kỳ là đáng sống nha quý vị. Giá rẻ đáng sống cho những người có thu nhập thấp, những người có tài chính tầm trên 1 tỷ anh chị có thể sở hữu được rồi. Nhà thì làm không làm nội thất nên là bán giá rẻ, làm sẵn đầu máy lạnh, cáp truyền hình wifi hết rồi nha. Khu nhà rất đẹp, rất thoáng luôn. Quý anh chị nào đang xem video, chúng ta hãy gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng để được đi xem căn nhà này đi. Giá bán chỉ có 5 tỷ 750 triệu đồng và giá chốt thì chắc tầm 5 tỷ 6 là bán nha. Tầm 5 tỷ 6 là bán rồi, nên là quý vị nào muốn mua, chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay để tới em Hưng để được đi xem. Một khu nhà vị trí rất đẹp, rất sang. Phòng ốc rộng và có cửa sổ ra phía sau, di chuyển thuận tiện, đường xá thông thường. Khu vực Hiệp Đường Hiệp Thành thì đường toàn bộ là đường cái thông thường với nhau, cao ráo và không ngập nước nha. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ số 3, số 4 nha quý vị. 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Phòng ngủ rất rộng, phòng rất rộng rãi luôn. Rất rộng và thoáng nha quý vị. Giá thì rất là rẻ rồi. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy gọi ngay về tới em Hưng để được đi xem. Và di chuyển lên trên đây, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 3, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Trên này thì chủ nhà làm cái phòng thờ rất là lớn luôn, đúc hết luôn. Có ban công ra ngoài thôi. Phòng thờ này thoải mái anh chị, thờ thoải mái luôn. Phòng thờ to tướng luôn nha, đúc tới 4,5 tấm. Trên nóc thì có sân thượng trên luôn. Sân thượng sau cũng rất là rộng. Sân thượng sau rất là rộng luôn. Và được làm mái tôn và làm cầu thang sắt di chuyển lên trên. Sân thượng cực kỳ to nha. Đấy, rất rộng, rất là thoáng mát rồi. Giá chỉ có 5,750 thôi. Và anh chị nào quan tâm hãy gọi ngay về tới nhà đặt Bà Hưng. Video của Bà Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video lần sau nhé.